nó đeo đuổi người ta suốt đời. Và ở cái hoàn cảnh của cái người mà lớn tuổi chút, trong cái lứa tuổi mà thanh niên á, cũng có những hoàn cảnh mà nếu không giải quyết á, thì sau này coi như ví dụ như con gái mà cô chuẩn bị tăng áp phổi, trong cái bệnh tim bẩm sinh mà để nó tăng áp phổi rồi là coi như vô phương. Nhưng mà trong giai đoạn mà mình còn điều trị được cho người ta mà giúp, tới lúc mà người ta tăng áp phổi, người nó tiến nát ta tới thì tuổi này coi như vô phương rồi. Sao anh không mở rộng cái chỉ định điều trị tim bẩm sinh thôi, mình không giới hạn cái tuổi. Coi như những cái hoàn cảnh cơ nhỡ nào về tim bẩm sinh không có khả năng tài chính điều trị thì mình điều trị hết. Nhưng thì mình nghĩ là như vậy nó sẽ lẹ hơn. Nếu mở như thế, anh tin là mình lo không có xịt. Lúc mà mình mở rộng cái lứa tuổi mà mình đang tập trung vào cho cái trẻ em. Tại vừa rồi tôi có mở thử, anh biết không, coi như riêng đặt cách cho Bình Dương, tại vì một cái nơi mà mình làm ở đó rồi mình trưởng thành ở đó, là cho hội chữ thập đỏ nó đề nghị cho người lớn tuổi đó. Thì giờ rồi cũng làm thử cho cái người lớn tuổi nó 30 mấy ca, kể cả can thiệp rồi kể cả mổ tim những cái người nghèo á, nó làm thử 30 mấy ca thì chỉ có đặt cách cho Bình Dương mà. Còn mà cái cách mà anh lo làm sao nó đầu vô cái đó, anh tính là cũng khiếp lượng người lắm. Còn bây giờ mình đi sâu vô nhất là cái mầm non, người lớn tuổi nó cũng có nhiều nguồn, có thể có hội bảo trợ bệnh nhân nghèo của tỉnh họ cũng lo. Còn cái nguồn của mình là mình đi vào cái này anh đã focus từ đầu. Còn những cái trường hợp cá biệt, ví dụ trường hợp cá biệt họ nó hơn lứa tuổi đó thì các anh bác sĩ điện ấy, thì mình cũng cái này cũng giải quyết đó là cá biệt, giải quyết cho đưa vô. Chứ không mình mở rộng tới 16 tuổi. Tới 16 tuổi. Thực ra từ 6 tuổi đến 16 tuổi thì số lượng tim bẩm sinh đấy nó cũng không có phải là quá nhiều, và chúng ta đã giải quyết được cái số lượng đấy nữa thì em nghĩ rằng vừa giải quyết cái số lượng chất lượng nó rất là tốt. Nhưng mà 6 tuổi không thì 16 như 15 dạ. Thôi bây giờ vậy nè, làm với chợ rẫy thì 6 tuổi đến 16 tuổi. Dạ. 15% trên cho tổng số. Dạ giờ tốt quá. Thêm mở rộng thêm cái đó cái biên độ đó ra. Dạ. Còn cái kia 85. Dạ. Dạ. Còn những cái trường hợp nào mà nó quá đặc biệt mà bác sĩ thấy thương tâm mà người ta nghèo khổ quá mà người ta không có nằm trong cái bệnh viện. Dạ rồi rồi. Dạ luôn cái rồi đó. Đó những cái trường hợp đó là coi như anh em súng nhau. Vâng. Và cứu người đó. Đó. Còn mà chỉ mà mình mà mở rộng chương trình đó quá thì thật sự mình sẽ không lo xiết mình hùng 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 quá mình lo không nổi. Chuyên coi như mình chuyên đi một cái mạng, tại sao tôi chọn cái tim đó là cái nhân kia là vì thật sự người nghèo mà đã giàu mà bị tim là đã thấy khốn khổ rồi. Ừ. Hồi mẹ tôi bị tim, tôi nói thật với anh là lúc nhỏ mà tôi đi mà tôi đã ý thức được rồi, tôi đi bộ đội là 1, 2 là tôi phải đi. Hồi nhỏ mà thấy mà mới giải phóng nữa mà đi kiếm được cái chai Coramin mà cho mẹ uống là khó. Ừ. Anh biết không, tôi vô quân đội mà tôi chơi từ dưới bên Campuchia mà kể cả thứ trưởng bộ y tế của nó rồi kể cả giám đốc y tế nó mà đến nỗi mà để nó cho tôi được cái chai Coramin, mà hồi đó nó cho cái chai to dẹp dẹp mà to cái chai nước suối này nè, mà cứ năm nào nó cũng gửi, cứ năm 2 năm là gửi nó cho với cái loại nhỏ mà cua đi sát ấy gì có chứ sau giải phóng làm gì có. Ừ. Mà tôi nói bây giờ ông không cho tôi gì quý bằng chỉ cái Coramin đó, cái thuốc trợ tim gì đó. Yeah. Đó hồi đó mà để trong nước mà để kiếm được cái thuốc mà cho tốt á, thật sự kiếm không ra sau giải phóng. Mà tôi chỉ nhớ mãi cái Coramin là cái thuốc trợ tim mà mẹ mình đã bị đó. Bây giờ là sống coi như là mà cho cái chai này về mình đi sang cái chai nhỏ mấy giọt đó. Rồi bà già giờ sống 90 tuổi rồi. Còn 90 tuổi. Đã 90 tuổi nó cũng còn khỏe. Nên mình nhớ mãi này, mà nghèo mà bị tim nữa tôi nói thật anh, gia đình mà đi vay mà chừng cỡ khoảng 10 triệu đồng bạc cũng trả không nổi rồi. Lại mẹ để lại con chưa nói đến là 30-40 triệu, khoảng 50 triệu lấy đâu ra. Nếu mà xã hội nó vươn tay thôi mình chỉ chọn cái này là khó nhất, chứ còn các cái bệnh khác nói chứ có nhiều bệnh lắm mình không có đi chuyên sâu được, mà riêng cái trẻ em mà chỉ mong cầu gì không mong cầu đứa bé này hồi bắp gì hết, coi như là mình chia sẻ cho cháu và chỉ mong cho cháu hết bệnh. Yeah. Không làm khổ nhất là gia đình cái gì nữa, sau này mạnh khỏe gia xã hội, và đặc biệt là trong 1000 cháu để có một cháu sau này nó giỏi sinh chung, nó làm thành đạt thì nó nghĩ đến cái hoàn cảnh của nó, thì nó nghĩ đến nó thương lại những cái trẻ em khác có hoàn cảnh như nó trước đây, thì nó cậu bé đây giúp đỡ thì đó là mừng rồi. Thì hàng năm tôi tính là tôi sẽ tổ chức vào ngày 21 tháng 9, sau này là cứ mời gia đình với các cháu đó về hội tụ ở Đại Nam đó, cái ngày đó là giống như là thường thường là cái ngày gọi là tổng kết á,
cái chương trình hộ tim trong một năm, mà vừa là cũng là cái ngày sinh nhật của cậu con trai. Nói thiệt với anh Sơn luôn là tất cả tài sản hình thành cái quỹ thiện nguyện này lên là để coi như là chủ yếu là phục vụ chương trình này. Chính mỗi cứ mỗi trái tim được cứu sống đó là tài sản của thành cho cậu con trai này, chứ không phải là bệnh nhà lòng xe ơi. Nên là hàng năm thì trong chương trình này tụi này có bên đại học là làm với đại học ở Dược rồi, thì các cháu làm vào có hồ sơ có hình ảnh giống như một cái lý lịch cho gia đình để chi để sau này in thành những cứ hàng năm in thành những quyển sách cứ hàng năm quyển sách. Thì cháu đủ 18 tuổi thì tôi giao lại 16 bộ sách này nó để tài sản cho con. Là như thế đó. Cái đó là giáo dục của nó. Tại báo chí tuyên truyền ông Dũng thì lại tài sản hết tài sản con trai. Tưởng đâu là cho đấy, cháu là giàu không có hội đồng giám sát đâu luôn, mà chỉ được dùng làm từ thiện. Làm cái chương trình lỗ tim nè, có khi là sau này là nếu mà có khả năng thì mở rộng một tí cái vấn đề mà giáo dục. Thôi còn ở là trừ trường hợp đặc cách đó là thiên tai những nhiều là bạn ta còn chủ yếu là đi vào chương trình này.